Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn sử dụng máy giặt Electrolux. Đây là cái cách đơn giản nhất dùng cho hầu hết mọi loại máy giặt cửa trước. Đầu tiên các bạn cho quần áo vào, nhớ cho vừa đúng cái lượng cân của máy giặt. Trong quá trình cho thì các bạn nhớ xoay cái lồng giặt này đấy, để mà nó cân được cái lồng giặt đấy. Xoay vừa cho vào vừa xoay, chứ đừng có nhét luôn một cục. Nếu mà các bạn nhét luôn một cục thì nó sẽ bị lệch quần áo. Đó, các bạn cho vào, vừa cho vừa xoay để cho nó cân được cái quần áo trong lồng máy giặt. Rồi, sau đó sau khi các bạn cho đủ số cân lượng của máy giặt thì các bạn đóng cửa lại. Lưu ý đừng để quần áo lòi ra những cái răng này, những cái gioăng này, vì là như thế thì nó sẽ bị chảy nước. Rồi đóng cửa lại. Ok, xong. Tiếp sau đó là chúng ta bật bật nguồn. Hiện tại mình đang dùng đang dòng inverter 9 cân Elec. Bật nguồn lên. Rồi, ok, nó đã sáng. Tại đây nó báo là đồng hồ báo là N, nghĩa là nó đã xong quá trình giặt của ngày trước. Vì vậy mình sẽ phải chọn quá trình giặt mới, thì mình sẽ bấm vào chương trình này. Đó, bạn thấy cái đèn đèn chương trình nó sáng không? Mình sẽ chọn đèn số 2. Đó, tương ứng với bao nhiêu? Tương ứng là đồ hỗn hợp. Bấm pro game này thì khi nào mà đèn nó về chương trình hỗn hợp là ok. Sau đó chuyển sang mục watt, thì nếu như mà các bạn không quá quan tâm nhiều thì các bạn cứ để nguyên là watt tốc độ 12.000 vòng một phút. Còn như mình đây thì mình chỉ cho xuống là 1.000 thôi, cho nó đỡ nhàu quần áo và nó bị lăng máy vì vắt nó quá nhanh quá mạnh nhé. Rồi đấy là bước setup xong. Cái nước lạnh này thì nó sẽ tự chọn rồi, tự chọn khi mà bạn ở chế độ 2 là nó sẽ chọn nước lạnh rồi. Có điều lưu ý đây là ngăn xà phòng có nước giặt. Đây là có hai ngăn, bên trái là dành cho xà phòng và bên phải là cho nước xả. Ví dụ như Downy ấy, thì bạn sẽ cho vào thì ngăn này nó sẽ bơm một lần xả cuối cùng, mình không dùng. Thì bên này là mình sẽ cho nước giặt vào đây. Ở đây thì nó có cái miếng nhựa này, nếu mà bạn dùng bên tay trái này, ngăn này ngăn nước xà phòng, nếu dùng nước giặt thì gạt nó xuống, còn nếu dùng bột xà phòng thì bạn gạt nó lên. Hiện tại mình đang dùng nước giặt. Thì sau đó thì bây giờ mình đổ nước giặt vào thôi. Đổ nước giặt thì mình áng là cái một lần giặt là mình sẽ có một cái lắp này, đó, một cốc này, cốc đi kèm theo máy giặt này, theo cái lọ nước giặt đây. Mình đổ ra thôi, đổ đầy một cốc này là được rồi. Ok, xong. Đây. Đấy. Và bạn đổ vào ngăn bên trái. Đổ vào ngăn bên trái. Mình thì mình lừa đổ lắm, mình để nguyên cái cốc vào trong luôn, úp ngược lại. Đó. Xong mình đóng lắp lại. Rồi, xong. Quá trình cho xà phòng xong đúng không? Setup chế độ là xong hết rồi. Review lại này. Đèn sáng là giặt đồ hỗn hợp này, số vòng vòng quay vắt là 1.000 vòng này. Đấy, không giặt hơi nước, không cái gì hết, không có tính năng phụ, mình không cần. Sau đó thì bấm play thôi. Các bạn có thấy là cái khóa đây đấy, khi mà cái khóa này nó lên là bạn sẽ không mở được cửa đấy nhé. Cái khóa này mà nó có nghĩa là nó đã khóa cửa, nếu bạn cố tình bạn cậy cửa là không cậy được đâu đấy. Bạn muốn mở được khóa là bạn bấm pause xe, giờ khóa là tắt đi này, bạn mới có thể mở được cửa. Đấy, hiện tại bây giờ máy nó bắt đầu kêu này, kêu cục cục, nó đang làm cái gì tôi không biết, nó đang tính toán cái gì đó, chờ tí xem nào. À, rồi ok, đấy, nó bắt đầu bơm nước. Rồi.
Như vậy là đạt được rồi đây các bạn ạ. Tí nữa thì nó sẽ bơm bơm ngược nước lên đây này. Đấy, đang bơm ngược nước đây này các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ bơm ngược nước lên đây để nó đẩy sản phẩm xuống. Tí nữa mình phải đóng vào cái thằng bơm. Thế thôi, việc của bạn là quay lại 2 tiếng sau quay lại. Đây là thời gian còn lại 1 tiếng 51 phút nữa thì sẽ xong. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mình là Phan Blog.